Đây chính xác là Hoàng Thành Huế, hay còn gọi là Kinh Thành, hay còn gọi là Đại Nội. Tuy nhiên đối với vị đây chính xác là công trình gì, công trình này tên gì, hôm nay Thanh Hữu dẫn tour đưa quý vị đến tham quan cổ đô Huế và chiêm ngưỡng một công trình đặc sắc, sắc sảo sau 4 năm trùng tu. Tuy nhiên tên gọi của công trình này là gì, xin mời quý vị hãy comment dưới đây để phản hồi và tham gia một trò chơi rất là thú vị cùng với Thanh Hữu. Nếu như quý vị nào trả lời đúng tên của công trình này trong chương trình livestream này thì Hữu dẫn tour sẽ mời quý vị đi tour miễn phí với chi phí hướng dẫn viên là miễn phí 100%. We'll go inside. Go inside. Yeah. More beautiful inside, please. Yes. So đây là công trình mà hoa lệ nhất của các triều đại Nguyễn cho đến năm 1945. Vâng ạ, đây là tổng quan của Kinh Thành Huế. Thưa quý vị, thưa quý khán giả, thưa anh chị và các bạn, Hữu dẫn tour hân hạnh giới thiệu đến các bạn một trong những cảnh đẹp không thể bỏ qua khi quý vị đi tham quan thành phố Huế. Và quý vị đừng quên mua vé vào tham quan Đại Nội, một trong những công trình kiến trúc mang đậm nét cổ kính Trung Hoa cũng như là nét văn hóa cổ điển cổ truyền của Việt Nam và hòa quyện với phong cách phương Tây Âu hóa, đặc biệt là các công trình kiến trúc mang đậm hơi thở của đất mẹ Pháp, của triều Nguyễn dưới thời vua Khải Định và vua cuối cùng là vị vua Bảo Đại. Vâng, xin mời quý vị anh chị chiêm ngưỡng tổng quan, sau đó chúng ta vào tham quan bên trong của công trình này. Please ask them to go in. Vâng, hôm nay kết hợp với một cái buổi sáng tour tham quan Kinh Thành Đại Nội Huế, Thanh Hữu sẽ dẫn quý khách vào đây và tham quan tổng. Yeah. Huh? Anyone? No one entered? No one yet. You have to tell them to come. Vâng, công trình này là một trong những công trình khá là đặc sắc vào cuối đời của các vua Nguyễn. Và chắc chắn rồi thì quý vị cũng thấy những cái màu sắc sặc sỡ này cũng như những cái họa tiết và đặc biệt là cách sắp đặt của những cái trang thiết bị cũng như là những cái thiết bị gia dụng mà được triều đại vua chúa sử dụng trong cái thời đại từ năm 1923. Đây là một trong những tấm hình của Đan Phương Hoàng Hậu. Đây, công trình xuất sắc với những cái thiết kế này, đèn này. French style, French and UK style. Yeah. You explain about your year, finished 1923, yeah, yes. Building, yeah, but run down by the world, French world, right? So in here, everything new, but same like last use. Mm-hmm. Yes. Who bombed this place? The French? The French. The French fire, the cannon fire, yeah. Những chiếc quạt ở trên trần này làm bằng đồng và những cái đèn này. Why they're wearing this the same dresses like a uniform? It's because it's Sunday. It's the nowadays women would like to become pretty to show up. They take photo and post on the Instagram and Facebook. Yeah, so they just dress up to come and take dress up and take photo only. The emperor? Yes, the last one, Bao Dai. Last one. Đó là vua Bảo Đại, là người sở hữu cái công trình kiến trúc này. Thì cho đến năm 1945 thì vua Bảo Đại thoái vị
phải quý vị. Và những cái công trình này sau đó bị triệt hạ bởi chiến tranh vào năm 1947. Tuy nhiên, ngày nay đã được phục dựng lại và du khách có cơ hội để chiêm ngưỡng cả cái sảnh. Chúng ta đang di chuyển lên tầng 2 của cung điện này. Nếu như quý vị anh chị thấy nguyên nga thì most of the emperors died in young age. Very young age. Too many wives. There were too many wives. So 100 wives, 200 wives. So headed. The wife annoying them. State. Too many women annoying, yes. Annoying them. So mental health. Oh, really? Yes, mental. At what age did they die? Huh? At what age did they die? Các cái công trình này thực sự rất là đẹp thưa quý vị. Đó, trời ơi, khung cảnh này, khung cảnh cửa sổ này nhìn ra phía trước này. Đó, cho đến lúc này thì quý vị anh chị có ai đã trả lời được cho Thanh Hữu được biết là tên của cái công trình này là gì chưa ạ? Ồ, nhìn họa tiết ở trên tường này quý vị, quá đẹp luôn. Họa tiết ở trên tường này à. Có lẽ là bên trong này là các cái phòng ngủ của vua và vua Bảo Đại này, Nam Phương Hoàng Hậu này ở phía sau này. Tức là người ta sẽ bây giờ sẽ không bố trí được cái giường cho mình xem, nhưng mà chắc chắn là ngày xưa là công trình này là một trong những công trình lớn hiện đại ảnh hưởng từ kiến trúc Pháp và Anh Quốc, vì công trình này là một trong những công trình được xây dựng sau khi vua Khải Định cũng như vua Bảo Đại đã có thời gian cư du rất là lâu dài ở Pháp, đặc biệt là vua Bảo Đại đã học ở Pháp về sau 7 năm thì ông ta ảnh hưởng rất là nhiều và cái văn hóa và kiến trúc thiết kế nhà ở cũng như là công trình thờ tự của châu Âu, Anh Quốc và Pháp, đúng không ạ? Một lần nữa Thanh Hữu xin vào bên trong và xin hỏi quý vị đã nhận diện ra được đây là công trình gì chưa? Công trình gì chưa thưa quý vị? Chắc chắn rồi, đây là công trình mà vua Bảo Đại và vua Khải Định ở đây. Yeah. Bên ngoài cũng rất là đẹp ạ, những cái trường làng, những cái sảnh này rất là đẹp. Thực sự UNESCO thể hiện vai trò rất là lớn trong việc trùng tu và bảo tồn những công trình này của nhà Nguyễn. Chắc chắn rồi. Và quý vị biết không, điểm nhấn của công trình này chắc chắn là cái độ bền của cái vật liệu xây dựng và những cái hoa tiết và đặc biệt là những cái chiếc quạt trần và đèn chung này. Và du khách tập trung rất đông, họ cảm giác rất là hài lòng với cái công trình này. Đó.
Dạ, kính thưa quý vị, nếu như quý vị có câu trả lời cho Thanh Hữu biết công trình này tên gì thì xin hãy nhắn tin ở dưới đây để Thanh Hữu được biết ạ. Và sau đây Thanh Hữu cũng xin kết thúc kỳ live stream này ở đây. We go. How young? Longest is 50, then 40, then 30, 20, 15. Capo de café, deve que venida. Đây, vua Khải Định ạ, và vua Bảo Đại. Wow. Đây thưa quý vị. Dạ anh ơi, mình dẫn khách lối ra là hướng này anh ạ. Okay. Dạ cảm ơn. Đẹp quá, thưa quý vị, tiếp tục nha. Phòng tiếp khách nè. Wow. Được rồi. Lỗi đá mua. Rồi, thưa bà con, quý vị, thưa anh chị, các bạn của Hữu Dẫn Tour. Hôm nay Hữu Dẫn Tour đã đi ngang một công trình vừa được phục dựng gần đây, hầu như là bị tàn phá, nhưng mà UNESCO đã góp phần phục dựng lại công trình này rất là tốt. Thì Thanh Hữu xin thưa với quý vị, tên gọi của công trình này là Điện Kiến Trung. Vâng, Điện Kiến Trung thưa quý vị. Trung có nghĩa là trung tâm ạ. Bây giờ xin quý vị xem sơ một chút về cái phía sau của công trình này. Và sau đó chúng ta sẽ rời gót ở đây ạ. Chắc chắn rồi đúng quý vị. Ok, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Go down, go down. Go, go out. That way out. Okay. Down and out. Yes. Είδες με το υψηλό ποσοστό υγρασίας πόσο φανίζεστη. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Xin chào, hẹn gặp lại.